cuộc sống hạnh phúc. Mùa hè khét cháy, đừng bỏ qua tác dụng giải nhiệt tuyệt vời của quả sấu. Quả sấu có vị chua thanh mát, được thu hái vào mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9. Trong quả sấu chín có 86% nước, 1% axit hữu cơ, 1,3% protein, 8,2% glucid. Sấu có rất nhiều công dụng trong bữa ăn hàng ngày, cũng như là vị thuốc chữa bệnh. Đông y cho rằng, quả sấu lúc xanh có vị chua, hơi chát, khi quả chín có vị chua, ngọt, tính mát, có công năng kiện vị sinh tân, tiêu thực trị khát, trị ho, tiêu đờm, sử dụng trên nhiều bệnh chứng như nhiệt miệng khô khát, ngứa cổ, đau họng, nôn do thai nghén, say rượu, nổi mẩn, sưng, lở, ngứa. Thứ nhất, trị nhiệt miệng, tháo khát, ngứa cổ, đau họng. Lấy quả sấu chín dầm đường hoặc muối, ăn ngay trong ngày. Hoặc lấy từ 4 đến 6 gram cùi quả sấu khô, đem sắc với 2 bát nước, còn nửa bát, uống sau bữa ăn sáng. Hoặc 8 gram cùi quả sấu khô, hãm với nước sôi uống trong ngày, dùng trong 1 tuần liền. Thứ hai, trị nôn nghén cho phụ nữ mang thai. Lấy quả sấu nấu canh với cá diếp hay thịt vịt, ăn cũng chóng lành. Hoặc dùng quả sấu xanh ngâm đường uống, cũng giúp giảm nôn nghén. Tuy nhiên, không nên uống nhiều vì có thể gây tăng đường huyết cho bà bầu. Thứ ba, chữa ho. Có nhiều cách dùng quả sấu chữa ho như sau. Cùi quả sấu tươi 15g, ngâm với ít muối, ngày ngậm 3 đến 5 lần. Tốt nhất là nên ngậm vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Hoặc cùi sấu tươi 25g, sắc với 250ml nước, còn 100ml, chia làm 2 lần uống. Khi uống cho thêm đường, uống trong 3 ngày. Hoặc lấy hoa, quả sấu, sắc với 300ml nước, còn lại 100ml, chia ra 2 đến 3 lần uống trong ngày. Thứ tư, tăng cường tiêu hóa. Lấy sấu hấp với đường làm nước giải khát uống trong ngày. Hoặc sử dụng quả sấu tươi nấu canh chua ăn ngay. Thứ năm, chứa say rượu. Dùng 4 đến 6 gram cùi quả sấu khô, sắc lấy nước uống, hoặc hãm với nước sôi mà uống. Hoặc dùng nước sấu ngâm đường và gừng để uống rất có hiệu quả. Thứ sáu, trị mụn nhọt, lở ngứa. Dùng lá sấu tươi đun nước tắm rửa, hoặc lá sấu rửa sạch, da nét, bọc bằng băng gạc sạch, đắp lên vết mụn. Món ăn với quả sấu có tác dụng thanh nhiệt, giải khát. Nước canh rau muống, rau dền dầm sấu là món ăn khoái khẩu vào những ngày hè nóng lực, có vị thơm, chua dịu mát của sấu và tác dụng thanh nhiệt giải khát và kích thích tiêu hóa. Quả sấu dầm với gừng, đường, ớt và chút nước mắm ngon sẽ kích thích vị giác, làm bữa ăn ngon miệng hơn, đồng thời lại có tác dụng tiêu thực. Quả sấu chín ăn ngay với chút muối ớt như một món quà vặt hấp dẫn của các cô bé, nhưng lại có tác dụng giải khát rất tuyệt vời. Nước sấu ngâm đường và thêm chút gừng, vài viên đá sẽ là đồ uống thơm mát giải nhiệt trong mùa hè oi bức. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.